Máy Mây Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Singer hoa tím Singer KN300EX. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn đánh suốt chỉ. Cọc chỉ mình cắm vào sau này. Đây, mình sẽ hướng dẫn đánh suốt. Mình quay như này cho nó dễ. Đây, cọc chỉ mình cắm ở đây. Đây, mình đi chỉ đánh suốt. Suốt mình cắm vào đây từ cuộn chỉ, mình móc vào đây, sau đấy mình vắt lên bên trên cái ốc, đi xuống bên dưới cái ốc, xong vắt sang đây, mình vắt chữ alpha đấy ạ, cuốn quanh suốt theo chiều kim đồng hồ tầm 4-5 vòng gì đấy, sau đấy gạt qua bên phải. Dây của máy chú ý là một đầu mình phải cắm vào đổi nguồn. Mình ấn nút chạy. Tốc độ nhanh chậm đây ạ. Cọc suốt qua trái, lấy suốt chỉ ra để lắp xuống bên dưới. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn đi chỉ trên để may. Khi đi chỉ trên để may, từ cuộn chỉ mình cũng móc vào cái móc này. Sau đấy mình móc vào cái móc này. Đây ạ. Mình móc vào cái móc này lại nhé. Từ cuộn chỉ mình móc vào đây, xong móc vào đây, xong ra đây ạ. Móc xuống bên dưới này, rồi móc vào đây. Đi thẳng xuống, khe bên phải, đi thẳng xuống. Đến đây mình vắt qua trái đi lên. Chú ý là khi đi chỉ mình phải nâng chân vịt lên nhá. Cho các cái khe kẹp chỉ này nó mở ra thì chỉ nó sẽ lọt hẳn vào trong. Bên đến đây rồi đi lên đến đây rồi mình sẽ móc qua mỏ giật chỉ từ phải qua trái. Trường hợp mỏ giật chỉ nó đang chìm, mình sẽ không thấy ở trên này, mình xoay cái bánh đà này cho mỏ giật chỉ nó lồi lên cao. Đây ạ, móc từ phải qua trái đi xuống. Sau đấy mình móc sợi chỉ đi vào cái móc này. Móc chỉ vào cái móc này. Mình sẽ sâu từ trước ra sau qua kim. Mình có thể dùng hỗ trợ xỏ chỉ. Móc vào cái móc này. Cái hỗ trợ xỏ chỉ mình móc vào đây để lấy điểm tựa. Ấn cái cần hỗ trợ xỏ chỉ này xuống hết cỡ, nó sẽ quay sang, nó ôm vào kim. Và nó sẽ có một cái lẫy siêu siêu xuyên qua lỗ kim. Mình nhìn mình sẽ thấy có cái lẫy bé ti ti xuyên qua lỗ kim. Mình móc sợi chỉ được xuống bên dưới cái lẫy, chếch tay phải lên một tí như thế này, sau đấy thả cái cần này ra, nó kéo chỉ qua kim. Suốt bên dưới mình cầm mình kéo, nó đang bị nghẹt cái túi ni lông. Mình kéo ra, lấy suốt lên. Khi lắp suốt vào, tay phải cầm suốt này, suốt quay ngược chiều kim đồng hồ này. Mình cầm mình kéo mình quay này, còn ví dụ như để như này là không đúng. Và phải để sợi chỉ ở phía bên trên, mình đặt vào. Sau đấy mình gài cái sợi chỉ vào cái rãnh siết ở đây. Mọi người sẽ thấy cái rãnh siết ở chỗ này, ngay chỗ này. Mình kéo vào, rồi kéo qua trái. Lấy chỉ dưới thì tay trái cầm chỉ trên, tay phải mình xoay bánh đà. Xoay bánh đà cho kim đi xuống. Đến khi kim đi lên nó sẽ kéo chỉ dưới lên. Xuống dưới ra sau chân vịt. Đậy cái nắp này vào. Mặt huyệt vào. Chọn đường may, mình may đường nào mình chọn đây. Ví dụ 1, 2, 3, 4 này. Số 1, số 2, số 3 là đường thẳng này. Số 1 dày hơn, số 2 thưa hơn và số 3 lại thưa hơn. Mình cho vào, mình may đường thẳng.
tốc độ chậm nhanh. Lại mũi, ấn dị bao nhiêu thì máy lại mũi bấy nhiêu, thả ra máy dừng lại. Đây là đường thẳng trên, cho giảm một tí chỉ hơi bị căng. Đây, đường chỉ ok rồi ạ. Ở dưới là mình đã giảm cái độ căng của chỉ rồi. Chọn sang đường xích xác 5, 6. Mình sẽ thay chân vịt, đằng sau chân vịt có cái lẫy là mình ấn vào, chân vịt rơi xuống. Mình lắp chân vịt giả vắt sổi nhé. Hạ vào, hạ cái cần nâng hạ chân vịt xuống, nó ngập vào là được. Khi dùng chân vịt giả vắt sổ vắt đẹp thì mình nên dùng đường số 6 ạ. Chạy làm sao với mép vải vừa chạm sát vào cái thanh chắn màu đen của chân vịt. Thì vắt sổ nó sẽ đều và đẹp. Giả vắt sổ tức là đường dích chắc nó sẽ vắt từ bên này qua bên kia của vải. Mình dùng chân vịt thùa khuy cái vạch đỏ này mình lắp qua phía bên ngoài ra phía bên trái. Thùa khuy 4 bước là đường ABCD ở chỗ này. Đẩy chân vịt kịch về phía mình. Mình đẩy chân vịt kịch về phía mình, hạ cần nâng hạ chân vịt xuống, chọn đường ABCD. Đầu tiên mình sẽ chạy đường A, đến độ dài vừa đủ thì mình sẽ dừng lại. Thường thì mình sẽ đánh dấu phấn ở hai đầu nhé. Chọn sang đường B, chốt ngang khoảng tầm 2 bao đường thôi, dừng lại. Chọn sang đường C, chạy lùi, chạy đến khi nào nó bằng cạnh bên kia thì mình dừng lại. Chọn sang đường D, tức là đường B là cạnh kia là số 4. Đây là cái khuy. Cái đầu này mình thua ít ít thôi thì nó sẽ đẹp hơn là nếu mà mình thua nhiều. Máy bên mình không kén vải đâu, thế nên mình chờ tí mình chạy thử chân vịt, chạy thử vải thun, vải co giãn.
khó nhìn quá. Này, mọi người biết mọi người có thấy được đường may không? Để mình may miếng bên này nhé. May bên màu này cho mọi người nhìn đường may, bên kia không thấy. Đây là đường may. Máy bên mình máy Nhật thì nên không kén vải, tất cả các loại vải mình đều may được hết. Đây, không bỏ một mũi nào luôn, đường may vẫn đẹp bình thường. Cái vải này là vải mỏng này. Vải này rất là mỏng. Đường may thay kim, tay trái mình cầm kim, tay phải mình vặn cái ốc này, ốc này mình vặn lỏng ra, kéo kim xuống, lắp kim. Để ý kim máy gia đình có một mặt dẹt, một mặt tròn. Có một mặt dẹt, mặt dẹt mình quay ra phía sau, đẩy kịch lên, vặn chặt ốc vào, thế là được.